Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Trinh. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của chúng mình. Trận đấu Juventus hạ gục Real Madrid hùng mạnh của Zidane, Roberto Carlos. Cuộc đối đầu giữa hai ông lớn giàu truyền thống luôn là đề tài khó đoán cho giới hâm mộ. Năm 1996, trên đường tiến tới chức vô địch, Juventus đã loại Real Madrid ở tứ kết. Đáp lại 2 năm sau, Ken Ken Trắng đánh bại lão phu nhân trong trận chung kết ở Amsterdam. Giữa hai đội còn có một cuộc so tài kịch tính vào năm 2003. Cùng xem lại trận đấu Juventus hạ gục Real Madrid hùng mạnh của Zidane, Roberto Carlos. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ chúng mình các bạn nhé. Kịch tính là một trong những đặc điểm làm nên sức hấp dẫn ở sân chơi số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ, giải đấu Champions League. So với những trận chung kết căng thẳng, các trận bán kết thường tỏ ra hấp dẫn hơn với những cơn mưa bàn thắng, tranh cãi xoay quanh tiếng còi của trọng tài và những pha bóng thiếu kiềm chế. Sau đây là một trong những cuộc đối đầu ở bán kết được giới chuyên môn xếp vào hàng kinh điển trong lịch sử bóng đá thế giới. Trận đấu giữa Real Madrid và Juventus ở lượt về trong mùa giải 2002-2003. Bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Juve diễn ra tại Santiago Bernabeu đã diễn ra với kết quả 2-1 nghiêng về phía Los Blancos. Nhiều người cho rằng họ phải cần tới một phép màu mới có thể vượt qua được Real Madrid đang trong năm rực rỡ nhất của kỷ nguyên giải ngân hà. Thời điểm này, trong đội hình Real có rất nhiều ngôi sao như Robéo, Luis Figo, Zinedine Zidane, Raúl González và Roberto Carlos cùng nhiều siêu sao khác. Họ gần như là đội bóng mạnh nhất châu Âu thời điểm bấy giờ. Nếu so về lực lượng thì Juventus có phần đuối hơn so với Ken Ken Trắng, nhưng bà đầm già cũng sở hữu những hảo thủ như Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Lilian Thuram, Edgar Davids, Marco Di Vaio và ngôi sao Euro của năm 2000, David Trezeguet. Đội bóng Tây Ban Nha lần này tràn đầy quyết tâm muốn vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp và tìm kiếm chiếc cúp thứ 10. Mọi chuyện đi chệch quỹ đạo, trận lượt về diễn ra tại Dele Alli thực sự trở thành một cuộc đấu gây rúng động châu Âu. Với lợi thế sân nhà, Juventus khởi động trận đấu bằng một đợt tấn công ngay từ phút mở đầu. 3 phút sau, Real Madrid giành được một quả đá phạt từ khoảng cách 35m sau khi Davis phạm lỗi với Guti. Đường cong từ cú sút tuyệt đẹp của Roberto Carlos đưa bóng sượt qua cột dọc khi mà thủ thành Buffon gần như vô phương cản phá. Nếu như thành công, Carlos đã có thêm một siêu phẩm tương tự như bàn thắng anh từng ghi ở cúp tứ hùng năm 1995. Ở thành Turin, bà đầm già với sự hiếu khách cũng đã tiếp đón Los Blancos một cách nồng hậu bằng những đợt tấn công liên tiếp. Phút 11, không khí trên sân trở nên sôi trào khi Del Piero nhảy lên đón bóng từ đường bên cánh phải của đồng đội, tạo điều kiện thuận lợi cho David Trezeguet hoàn thành cú chốt hạ gục thủ thành Casillas, mở tỷ số cho trận đấu. Trezeguet là một trong những tiền đạo xuất chúng nhất trong giai đoạn chuyển giao giữa hai team niên kỷ. Suốt giai đoạn đỉnh cao của mình, chân sút người Pháp là một sát thủ đích thực trong vòng cấm. Anh luôn tỏ ra hết sức nhạy bén trong khả năng lựa chọn vị trí để thực hiện các tình huống dứt điểm cuối cùng. Phút 17, Real một lần nữa được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Lần này, người thực hiện là Zidane. Tuy nhiên, bóng bay lệch ra ngoài khi va chạm với hàng rào của các cầu thủ Juventus. Bị dẫn trước một bàn, Real liên tục dồn lên nhưng vẫn chưa tạo ra tình huống nào thực sự nguy hiểm trước khung thành Juventus. Đến phút 30, Figo lại phung phí cơ hội ghi bàn khi đưa bóng đi vọt xà ngang trong tình huống đá phạt từ ngoài vòng cấm. Không lâu sau đó, Zidane nhận bóng từ giữa sân, anh rê bóng vài nhịp trước khi đưa ra cú dứt điểm vọt xà từ khoảng cách gần 40m. Nhưng bị động phòng thủ không phải là điều Juventus mong muốn khi chơi trên sân nhà. Những pha trả đũa dồn dập xuất hiện trước vòng cấm của đội bóng Tây Ban Nha. Rồi điều gì đến phải đến, phút 42, Piero tỏa sáng vào vòng cấm của Real Madrid.
Anh lắc hông điệu nghệ, đánh lừa cả hai hậu vệ Real trước khi tung cú sút dìm hiểm hóc vào góc trái, đánh bại thủ thành Casillas. Kịch bản một lần nữa xoay chuyển khi Juve vươn lên dẫn trước, lật ngược thế cờ sau bàn thắng này. Trước kia, Juve và Real cũng từng gặp nhau ở vòng tứ kết mùa giải Champions League 1995-1996. Lần đó, trận lượt đi, Real giành được chút lợi thế trên sân nhà Bernabeu khi giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu bằng pha lập công duy nhất của chủ nhẫn Raul González. Nhưng ở trận lượt về, Juventus đã xoay chuyển tình thế và giành vé đi tiếp bằng hai pha lập công của Del Piero và Padovano. Không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa, bước sang hiệp 2, huấn luyện viên của Real khi đó là ông Del Bosque buộc phải tung Ronaldo vào sân ở phút 51. Ngay sau đó, Ronaldo đóng góp pha tấn công đầu tiên cho trận đấu, tuy nhiên trọng tài đã phất cờ ra dấu việt vị. Robéo đã không thể đá chính trong trận này do anh bị chấn thương ở trận lượt đi. Ông Del Bosque nói chuyện với bác sĩ của đội bóng vào buổi sáng hôm diễn ra trận đấu và hỏi xem tình trạng của Ronaldo như thế nào. Câu trả lời ông nhận được là Ronaldo có thể chơi trong 20 đến 30 phút cuối cùng. Việc đá bao lâu còn tùy thuộc vào. Trước đó, Ronaldo bị Montero phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 65 và một quả penalty dày trước chấm 11m. Real có cơ hội san bằng tổng tỷ số. Tuy nhiên, cú sút của Figo bị thủ môn Buffon đoán được và thành công cản phá. Hy vọng của các cổ động viên lẫn các cầu thủ áo trắng gần như bị dập tắt. Tuyệt vọng hơn khi đến phút 72, Pavel Nedved và Zambrota kết hợp với nhau tạo nên màn phối hợp đỉnh cao để định đoạt trận đấu. Từ cánh phải, Zambrota bấm bóng lên tuyến trên. Pavel Nedved ngay lập tức bứt tốc chạm bóng và vung chân lạnh lùng hạ gục Casillas. Số phận của Juventus vẫn không khá hơn đối thủ là bao. Phút 81, trong một pha truy cản quyết liệt của Pavel Nedved khu vực giữa sân, pha phạm lỗi không đáng có với Steve McManaman khiến anh phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Điều này đồng nghĩa với việc Juventus không có được sự phục vụ của Nedved khi họ bước vào trận chung kết. Những phút sau đó, Real Madrid chỉ kịp có được bàn thắng duy nhất được ghi do công của Zinedine Zidane. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 và Juve đã biến Real trở thành nhà cựu vô địch với tỷ số chung cuộc 4-3. Kịch bản lại một lần nữa diễn ra như năm 1996. Juve một lần nữa lật ngược thế cờ trước Real ở trận lượt về để giành lấy tấm vé đi vào chung kết. Chỉ tiếc rằng trong trận đấu này, Pavel Nedved lại dính thẻ vàng không đáng có, khiến Juve phải thua Milan trên chấm 11m ở trận đấu cuối cùng đó. Vừa rồi là một số diễn biến chính ở trận bán kết lượt về giữa Real Madrid và Juventus trong mùa giải Champions League 2002-2003. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!